Mình xin chào bà con cô bác nha. Tiếp tục thì mình đi theo chú trưởng ấp xã Tân Thắng Trung. Chú dẫn cho mình vô thêm một trường hợp đặc biệt khó khăn ở xã của chú nữa. Xin mời bà con cô bác cùng theo chân mấy đứa mình đi vô tìm hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này nha. Chào chú và chào cô. Hoàn cảnh này sao cô chú? Tâm thần. Dạ. Cô là mẹ của chị. Ở chung không cô? Dạ, ở nhà cô đâu? Dạ cô bên đó đó. Mà nó bệnh gì rồi tôi phải nuôi thằng này nè. Thằng này con nè. Nó nhận nước chết nó nữa rồi. Nhận nước em thằng này hồi nhỏ tưởng chết rồi đó, tôi không nuôi nữa chết queo rồi đó. Xanh mới mấy tháng đem bỏ cống vô. Tôi ẩm nó cái nhỏ này bệnh da nó bồng tôi đâu biết đâu. Cái bồng cái thảy hầm cái rút xịn ngang tới đây gì nè. Bắt lên chết ngắt luôn. Cái nhờ người ta vớt giùm đó 10 phút sau cái nó mới khóc lên nhổ vỗ đít nó đó. Trời ơi, tội nghiệp vậy. Tội nghiệp thôi nó chết rồi đó, tôi nuôi nó giờ nó họ nó đi đi học đó mơ nó học rồi đó con. Bữa nay nay là lên lớp 1 hả con? Dạ nó lớp 3 rồi. À lớp 3 rồi. Dạ. Bây giờ chị này ở trong nhà có mình hay sao? Dạ có mình với thằng này à. Đây mình cùng vào tìm hiểu hoàn cảnh của chị nha. Đây. Đây là con trai của chú cô của chị nè. Học giỏi nha con. Dạ. Đi vô đây cô. Vô đây cô. Nhà của chị ở dưới nền đất. Chị thì bị tâm thần, chị sống một mình thôi. Ở chung thì rất là nguy hiểm. Chồng đó. Là cho con hỏi là sao mà chị bị bệnh tâm thần? Mà về trên chồng cái đi mần mà nắng đó là bệnh là chồng bỏ luôn. Bệnh rồi bỏ đứa nhỏ chết ngắt bỏ vô bụng chết luôn nó bỏ. Vậy là mấy đứa rồi cô? Nó nhà này nữa là hai rồi. Là đứa đầu tiên là thằng đầu tiên đó. Thằng đầu tiên còn thằng thứ hai là bị sao chết cô nói lại cho con hay. Mẹ nó gối bỏ vô bụng chết. Là do là chị bị bệnh đó. Bị bệnh. Ừ. Nhưng mà anh đâu? Trời ơi nó ở trên chồng tôi không phải ở đây đâu rồi chồng bỏ từ lâu rồi. Mà chị không có nói cho bà biết. Ở chảnh nó chết, ở chảnh rồi chảnh xuống đây bắt nó nhưng mà nó bệnh không có bắt được. Người ta tha luôn, tại thấy nó bệnh đó. Nhưng mà lúc trước thì sao cô? Lúc trước á, lúc trước là lúc ở với cô là có bị bệnh không? Dạ, nó không có bệnh, nó hết bệnh rồi, nó về trên chồng nó rồi, nó mà người nắng nó bệnh. Bệnh tới giờ chồng bỏ luôn. Dạ, cô là mẹ của chị thì bị tâm thần. Có mình nói chuyện không? Dạ, khi biết thì không biết không. Vậy là chị chắc là lên cơn là bị phải không? Khi lên cơn rồi nó bệnh á, lên cơn cũng là con. Chị tên gì chị? Nguyễn Thị Trúc Sơn. Chị Thị Trúc Sơn. Chị nhiêu tuổi rồi? 33 tuổi. Dạ 33. Ngày nào chị cũng phải uống hay sao? Ngày nào em sáng uống kiểu sáng kiểu. Cô ngồi kế bên chị. Mỗi tháng mẹ cũng lại đi qua bệnh viện là hàng tháng đó cô, đánh thuốc hàng tháng cho nó đó. Mỗi tháng mẹ phải lên viện ngay. Lên chảnh bác sĩ cho 2 tháng. Ra lo không nổi tiếp. À, ngày cô làm ngày gì? Dạ tôi làm ăn bóng đó, kiếm tiền cho nhỏ đi học. Dạ. Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 60 rồi. 60 tuổi. Bác có mấy người con? Có 2 đứa. Là người kia như thế nào? Người kia anh hai nó đi làm hồ. Dạ. Bây giờ cô sống với ai? Tôi sống với anh hai nó đó. Chứ rồi cũng nuôi nhỏ này chứ giờ bỏ cho ai giờ nó bệnh vậy giờ sao? Giờ chồng nó bỏ rồi tôi phải chi chồng nó nuôi nó thì gánh vác nó theo đâu ở đây. Giờ chồng không gánh vác ở đây thì ra buộc lòng cất cái nhà cho thằng nhỏ nè. Bị nuôi nhỏ thì nó theo nhỏ theo mẹ nó rồi đâu bỏ được. Dạ. Phải nuôi tiếp rồi nó nằm ngay hồi nhỏ của người ta gánh vác tiếp tìm sữa sùng nằm ngay cái mình tu lo không nổi thì dạ. Người ta cũng cho tiền này kia đó rồi tôi lo cho nó. Dạ. Chứ giờ tôi bỏ nó thì sao được. Dạ. Biết tôi sống được giờ nào nên giờ nấy chứ nếu bỏ nó chết chắc. Dạ vậy chị phải ráng uống thuốc cho đều. Dạ. Bác sĩ kêu ngày nào phải sáng uống đặn đều uống rồi mỗi tháng mẹ phải đi xe ôm lên ông bầu đặn bệnh viện á bởi vậy nó sập rồi đó. Cái nhà này nhà đất là lâu lắm cô mới gặp lại lâu rồi mà chú này với cô mà không biết ai giúp giùm thế nào cũng giúp cho nó cái nhà nè tại vì thấy hoàn cảnh nó vậy khổ. Nhà đất này tại vì thường ví dụ ta cắt từ thiện người ta cũng làm cái nào thì ta cho là tiếp nhà tay vô người ta lo cho nó có. Dạ.
mình cũng nhờ chú giúp đỡ nó giùm, mấy chú cũng đóng góp vô cho nó có cái nhà đặng nó ở, cho con nó ở để tôi chăm tôi già không lo được cho nó. Này giới thiệu với cả nhà, đây là con trai của chị. Đây là nó đi học chưa cô? Đi học rồi, đi, tại vì tôi lớp mấy rồi? Lớp 3 rồi. Trời ơi. Tại tôi cũng dán đưa nhìn đó khác nè, tôi lội phòng dò tôi chân nè, tôi lội tôi đưa nó. Đưa nó lúc đó đó, bây giờ thì cũng đỡ rồi. Đỡ thấy mặt Lanh học giỏi nè, thấy không? Mặt Lanh lợi nè. Được đánh thưởng. Nhìn mặt biết giỏi. Tưởng tập khỏi mua. Rồi. Thấy mặt Lanh lợi nè. Mặt Lanh lợi rất là sáng sủa. Con tên gì? Con tên Nguyễn Hoàng Minh. Hiền Minh. Vừa nói là vừa cười. Hoàng Minh tên đẹp ha. Tôi khai xanh cho nó. Lên chảnh mấy cô nói khai rồi thôi, được quyền đổi chọn nha cô. Khai đại luôn. Nhập hộ khẩu chung gia đình chảnh ai rồi, bây giờ còn mẹ nó có nhà riêng, mấy cách riêng lâu rồi. Dạ. Giờ thì tự đi học được chưa hay là phải đưa? Có đường. Để đường làm đã sợ té. Dạ. Giờ tập lội cho nó chưa cô? Nó chưa biết lội đó. Giờ tập lội được rồi. Dạ, từ từ tập lội cho nó biết. Nguy hiểm à. Dạ, nó chưa biết lội đó. Nhìn đẹp trai ha. Nhìn đẹp trai. Mặt sáng ngời. Ngoài năm vừa rồi con học sinh gì? À, học sinh xuất sắc. Xuất sắc. Trời ơi, giỏi vậy. Không? Mặt sáng sủa quá. Cô gán, nó gán học không cô? Gán học, thấy nó lò lắm. Dạ. Gán học nghe con. Nó ngoại gán là con cũng giờ là luôn. Vô học rồi phải không bà? Học rồi. Ngày mai tới học nữa, thứ nghỉ thứ bảy chủ nhật à. Ngày nào cô cũng đem đưa đi chứ hả? Đưa đi. Tới giờ 1 giờ đưa đi. Tại vì hồi lần nó học buổi sáng mơi, bây giờ buổi chiều giờ. Dạ. Yeah. Buổi chiều 1 giờ. Dạ. Yeah. Không bỏ. Bé nó có được gì lãnh thưởng kiểu mà học sinh nghèo gì khó không cô? À, hôm đó trên xã có cho nó một lần cô. À, có bà Bảy cho một lần lãnh học sinh nghèo. Dạ. Còn học phí có được hỗ trợ không cô? Học phí chưa có cô, sao chuyến này lâu có quá nè. Mấy chuyến trước có, sao chuyến này lãnh được một lần rồi lần sau này cuối cùng chưa có nè. Dạ. Giờ học phí một năm nó bao nhiêu vậy cô? Có 400 hả? Là hết luôn chưa? Hết luôn triệu mấy? Hết luôn có 800 mà hai quý. Hai kỳ, hai kỳ. Ừ. Lần đó 400, lần sau 400 nữa, mà lần sau này bị bệnh siêu út đó mà không biết có cho không, không biết. Im du luôn, không nghe. Hằng ngày đi học sao cô, nó đi bộ hay đi xe cô? Dạ đưa nó xe, nó có xe mở hai nó cho có gian đi, còn mở hai cho ra không có đưa được thì tự nó chạy xe đạp mình đi theo. Tự xe đạp, còn cô đi bộ theo hả? Ừ, đi bộ theo. Dạ. Học gần đây không? Ngoài trường Tân Hưng Trung 3 đó. Dạ. Ừ. Tên đẹp quá, tên đẹp, mặt sáng. Tên là biết thông minh rồi. Ờ chị có làm gì không hay là chị uống thuốc rồi ngồi gì? Uống thuốc, giật năm đó. Uống thuốc nó ngủ lắm luôn. Em nó đốt quần áo nó giật hết trơn rồi đó. Người ta mới cho nó lại đó. Già đâu có được. Quần áo nó đốt hết trơn. Đốt mà tự làm, lúc đó chị làm chị có biết chị đang làm gì không? Không, không biết. Ai nói tức nó không được, nó đốt hết trơn. Còn không dám chọc giận chị phải không? Cái kỳ đó tôi có 500 tính cho ngày học báo giáo nó dình nó bỏ nữa chết cháy luôn. Vậy ha? Ừ, cháy luôn, không còn gì hết. Đốt tiền luôn. Ừ, với quần áo tôi với mấy cái áo gió anh gom lại 4-5 cái đốt xong còn chứ. Lúc đó là như là chị không có nhớ là biết lúc đó mình đang làm gì luôn. Giờ kề cẩn thận giữ cái này nữa đâu có dám bỏ đâu. Cũng nguy hiểm á. Dạ, sợ. Còn chăm sát kêu tôi là đi rồi kề cẩn này không có bỏ dơ đó. Dạ đúng rồi. Tôi giữ nó đó. Bởi đâu có dám có đi thương, làm gì đâu. Thương sao? Mẹ không? Dạ thương. Thương nhiều không? Nhiều. Không có dám đi làm xa đó. Chứ đi làm xa được. Chứ mà ở nhà chỉ có mặn bữa chục cái con bóng đó. Được nhiêu tiền cô? Chục cái con bóng có 40,000. Là một ngày hả cô? Dạ mặn hồi nữa rồi. Ngày là một ngày là 40,000. Đi đâu lãnh nhiều mất đưa nó. Nhưng mà nào. Có điều không cô, ngày nào cũng có không cô? Khi có khi không. Dạ. Còn mấy bữa mà không có thì bác làm sao? Thôi, nghỉ. Không có làm cái gì khác đi được. Đi đâu được, mất nó đâu đi được. Dạ. Chứ ở nhà tới giờ mẹ nó uống thuốc men nè, không có đi được. Dạ. Khổ gì đó cô. Khổ gì. Bây giờ cô ra đứng ngay gánh giác hết trơn. Đúng rồi. Gánh giác chưa. Chứ người ta không có bỏ được. Một nhỏ này nuôi hồi nhỏ tới lớn đầu bạc trơn. Hồi bằng cụm giò chút xíu vậy nè. Dạ. Nuôi viết đầu bạc chưa. Lúc đó là tóc đen phải không? Tóc đen thui. Nuôi tới nó mới lớn là tóc. Ừ, nuôi nó rồi lớp mẹ nó bệnh nữa rồi đi thuốc men nữa. Dạ. Rồi vô năm học rồi bé được sắm sửa gì chưa bà? Dạ sắm sách vở mà cũng chưa đủ hết.
Dạ. Là còn thiếu gì vậy bác? Còn thiếu cũng một hai cuốn sách nữa. Mà tại sách thì tập thì cũng đánh đủ rồi. Dạ. Còn đồng phục thì sao? Đồng phục có đồng phục thì đồ cũ người ta cho không? À. Người ta cho đó, người cho vài bộ mặc vậy đó, chứ không có mua. Nhìn thấy thương ghê. Đồ này cũng ta cho không? Chứ tôi cũng không có mua. Nhìn thông minh. Ta cho đồ không? Ta thấy thương nghiệp đó. Ta cho không? Rồi đó. Tức là chị thì lúc chị có hai người con. Có hai đứa. Xém chết hết, hai đứa. Thì xém chết hết luôn đó. Như là nếu tôi không nuôi này là chết luôn. Thằng kia chắc cũng mặt cũng sáng sủa lắm. Cũng sáng sủa. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá trời, tội nghiệp thiệt. Nếu tôi không cần em, cho năng lao để tội nghiệp. Mấy nuôi nó được tới lớn đó. Mà chị còn ví dụ như không bị bệnh cũng đỡ. Phải không bị bệnh thì nó theo chồng rồi, đâu có ở đây. À đúng rồi. Ừ, nó theo chồng rồi, không có ở đây. Rồi bây giờ một lần nó phải ở đây suốt đời tới già tới chết. Bệnh cứ hết đời luôn. Nó đâu có hết được. Nhưng mà lúc ban đầu là chị có bị bệnh hồi nhỏ, có bị bệnh không? Có, hồi nhỏ có bệnh lần đi học cái bệnh xỉu luôn, cái nghỉ học luôn. Dạ. Rồi chị bệnh là từ lâu, bao lâu rồi cô? Cũng lâu rồi. Con gái nằm, giờ thấy nó nằm viện trên con lãnh không lúc nào cũng thôi. Bệnh bị người ta chó muốn chết luôn. Trên ông bầu. Chối rồi cái nó hâm mình, hâm mẩy trơn. Chết. Nó gặp mình lên nó cũng mừng lắm luôn. Tôi ở đây tôi mận bấm từng để tôi lên thăm lần. Mới đầu thì còn ở nuôi được vài bữa sao cho anh gửi nó trên. Cái hồi tai nạn hồi nhỏ là nhỏ này là bao nhiêu tuổi cơ? Nhỏ này lúc đó nó mấy tháng à? Nó sanh ra gọi bệnh luôn, hồi nhỏ này sanh ra bệnh luôn. Sanh ra lọt lòng ra là bệnh không nhìn nhỏ luôn, tôi ôm tôi bồng tôi trốn vào này trốn vào kia gần chết ở dưới bệnh viện. Bác sĩ dưới cũng biết chưa? Dạ. Thì lúc đó là bú sữa sao cô? Bú sữa bình. Sữa bình. Ừ. Giờ nuôi sữa bình không đó mà mới chết luôn đó. Mua vòng chốt vòng này, chốt vòng kia vòng chết. Ở gần mẹ thì nguy hiểm. Bởi vậy. Ở gần này gần mình thôi nó chết rồi, nó còn sống đó giờ đâu. Dạ. Yeah. Mà nó không biết tập lội nó từ từ cho nó biết lội nè. Biết lội đi cô, tập lội đi cô. Tại mình ở sông nước thì cũng nên lội. Cho nó biết lội tụi mày. Mắt to tròn luôn. Mắt trời sáng, mặt sáng. Ừ. Mặt sáng, được sáng mắt là tròn, mũi cao. Nó lo sách, lo tập nha, đồ cho nó đi học chứ còn đồ đầm phục người ta cho nó mặn cũng được. Dạ. Yeah. Lo cho mẹ nó. Thì tôi chết thì cũng còn con luôn nó chứ thôi không ai nuôi. Nhưng mà cô cũng đừng có bắt nó học nhiều quá. Không vậy cô cứ để cho nó tự nhiên thôi. Mấy cô ngoái kêu học cho học thêm mà tôi không cho thôi. Cho đúng rồi chị. Tại nhiều khi không cho thêm. Nó học như vậy thôi nó cũng giỏi rồi không cho thêm. Dạ đúng rồi, dạ. Không nên cho học thêm đâu. Thấy nó học cũng giỏi. Mà cô cũng không có tạo áp lực cho nó. Thì sợ nguy hiểm lỡ như trong người có bệnh á phát ra giống mẹ nữa. Không cho thêm. Nuôi nó cực khổ lắm, thuốc men nụy lắm cô ơi. Nếu mà không có thuốc men nó chết rồi. Mẹ con lớn là nuôi mẹ. Hồi nhỏ người ta kêu tôi cho đi, người ta cho tiền tôi dưỡng già đó mà tôi không cho đó. Tôi nuôi cái đói tôi cũng nuôi. Dạ đúng rồi cô. Có được đứa cháu ngoại hả? À. Ngon lành gì mà. Ừ. Được cha. Xin chào bà con nghe, hôm nay mình được chú trưởng ấp dẫn vô một cái gia đình cũng rất là ngặt nghèo, cũng khó khăn. Con người mẹ thì cũng bị tâm thần, ở dưới một người con, ở trong một căn nhà cũng rất là lụp xụp. Bây giờ sống cũng nhờ bà ngoại nuôi. Cô thì cũng rất là khó khăn, cũng đi làm bóng cái đó, ngày cũng 40-50 ngàn. Gia đình nói chung là kinh tế rất là eo hẹp. Bây giờ mình sẽ trao sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân cho gia đình của cô. Bây giờ con gửi cho cô là cái số tiền này là của chị Viên Nguyễn ở nước ngoài. Dạ. Để cho cô 1 triệu. Dạ.
Dạ. Còn này là số tiền của anh Phương ở Úc chịu. Còn cái này là số tiền của quỹ hội bác ái nhà thờ Long Hưng. Cái này thì con gửi cho bé làm quỹ đi học. Dạ. Dạ. Làm học phí hay là mua quần áo hay là tập gì đó cô mua. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Nó lớn lên cũng nhớ hơn mấy cô mấy chú. Dạ. Tại vì hồi nhỏ người ta cũng giúp đỡ tôi đi khám bệnh đó. Cái người ta thấy là giúp đỡ cho 100-200 uống sữa, lần ta cho 100-200 ta cũng cho hoài hả chú. Nó không biết được cô lớn hết chứ mình luôn không nổi. Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú. Dạ. Nhận được nhiều tình thương lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn giờ thay mặt cho gia đình của cô, dạ, cho chị, cho thằng bé. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ một số tiền rất là thiết thực cho cô đỡ khổ để chăm lo cho con gái với lại cháu ngoại. Chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nó lãnh thuốc chứ mắc mô thêm đó chú, nhờ chú giúp đỡ gì cũng đỡ. Cảm ơn. Tại vì nuôi thằng bé là do nhiều khi cái tôi đi có tiền đi xe, nhiều khi không có hết tiền cái đi bộ không lo cho nó đó. Thiệt chứ tôi không lo cho nó là tới giờ nó chết rồi đó chú. Chị nhà chị ở đâu? Bên nước xoáy. Chợ Gáo. Dạ. Dạ thôi con về. Nhờ chú mua điện thoại cho cô này nè. Dạ. Nhiều khi tôi mua mùng người ta không có lấy tiền, người ta cho nó. Người ta cho nó. Dạ thôi con về cô ơi. Giúp đỡ cho nó cái nhà chú con. Dạ cái đó thì tự nhiên cô. Con cũng không biết sao nữa. Để giúp đỡ nó. Dạ. Mẹ của cô Bình đó đó. Như là tôi là mẹ của nó đó. Mẹ ruột. Dạ mẹ ruột. Dạ. Tình ra cháu gì bỏ sao. Chứ đúng ra tôi liền làm ăn kiếm tiền sao, người ta kêu tôi đi mận này kia, người ta cho tiền tôi mà cái gì đứa cháu gì với nhỏ này bỏ sao. Rồi phải chăm sóc lo cho nó vậy thôi. Bác thì ở nhà bên này. Bé chừng nhà hoàn thành thì gì mới nói nó ở. Bây giờ chưa hoàn thành. Nó không ở với lại nó đâu dám gần mẹ nó. Nó không dám gần mẹ nó, mẹ nó bệnh gì nó không dám. Dạ, cô thì ở bên này, còn chị thì ở bên kia, mẹ chị ở đây. Riêng. Còn thằng nhóc, thằng bé bà Minh thì ở với lại bà ngoại. Với bà ngoại, tối ngủ ở với riêng bà ngoại. Cho nó an toàn. Nó ngủ với bà ngoại. Tối hai mẹ bà đó ngủ chung. Đâu có dám bỏ. Thôi giờ tụi con đi cô ơi. Dạ, đúng rồi.